Chuyến đi cắm trại đáng nhớ. Kỳ nghỉ hè năm nay, Ben và Moon được bố mẹ cho lên núi cắm trại. Hai anh em vui lắm, rủ rỉ bàn tính kế hoạch thám hiểm. Xe chuyển bánh, Ben và Moon nhanh chóng chiếm giữ cửa kính ô tô để ngắm nhìn cảnh vật trên đường. Khung cảnh thành phố xa khuất, những cánh đồng và núi đồi dần dần hiện lên. Ben và Moon thi nhau xem ai nhanh mắt phát hiện nhiều loài vật nhất. Chiếc ô tô của gia đình rộn đến nơi, bố mẹ trò chuyện với một số người rồi thuê khoảng trống lớn trên một ngọn đồi nhỏ và bắt đầu dựng trại. Trong lúc đó, Ben và Moon nháy mắt nhau rồi đi thám hiểm xung quanh khu đồi. Biết đâu, mình là người đầu tiên khám phá ra một con đường mới. Ben gợi ý. Hai anh em hăm hở tiến về phía trước, sau đoạn đường đất bằng phẳng, cỏ dại và bụi cây hiện ra nhiều hơn. Cứ mỗi bước, đám cỏ dại lại cứ vào chân Ben và Moon ngứa ngứa. Bỗng có tiếng sột soạt trong bụi cỏ. Anh Ben ơi, có con gì ở đằng kia kìa? Moon thì thào nói với Ben, chỉ tay về phía bụi cỏ bên cạnh. Thở bé thôi, không gây ra tiếng động nhé. À, đó là một chú sóc. Anh Ben ơi, em ngứa chân quá. Moon vừa nói, vừa gãi, vùng da bị cỏ cứa đỏ gian. Xuyệt. Ben và Moon âm thầm di chuyển theo chú sóc, cảm giác thật thú vị. Chú sóc dẫn hai anh em đến một cái giếng cạn. Hất! Nhưng sự tò mò lại nhanh chóng chuyển qua chiếc giếng cạn. Ben và Moon tiến gần đến chiếc giếng, cả hai cố gắng vươn đầu ra ngó vào lòng giếng. Đó là một cái giếng khá nông và không có nước. Ben, xem em này. À! Moon cố gắng dướn người, thò đầu vào giếng, hét lớn và thích thú nghe giọng mình vọng lại. Bỗng, cô bé mất thăng bằng, trượt chân, ngã nhào xuống giếng. Ben lo lắng gọi lớn. Dưới này có con gì? Anh Ben ơi, nhanh lên đi, em sợ lắm. Moon khóc to không ngừng khiến Ben vô cùng hốt hoảng. Cậu cũng gần như khóc theo Moon. Chợt, Ben nảy ra một ý. Moon ơi, đừng khóc nữa, anh sẽ kéo em lên, nhưng em phải đợi anh tí nhé. Nghe theo lời anh, Moon cố đỡ từng viên gạch và xếp gạch chồng lên nhau. Moon rón rén đứng lên. Chợt, Ben nảy ra một ý. Moon ơi, đừng khóc nữa, anh sẽ kéo em lên, nhưng em phải đợi anh tí nhé. Ben an ủi Moon rồi nhanh chóng đi kiếm vài viên gạch xung quanh. Một lúc sau, Ben cẩn thận truyền từng viên gạch xuống giếng cho Moon và hô lớn. Em đỡ lấy này, khéo nha! Nghe theo lời anh, Moon cố đỡ từng viên gạch và xếp gạch chồng lên nhau. Moon rón rén đứng lên chồng gạch, kiễng chân rồi giơ tay thật cao. Ben đã chạm được cánh tay của Moon rồi. Ben cố gắng kéo Moon ra khỏi giếng. Hai anh em ngã kênh ra nền đất. May quá,
Cánh tay Moon đỏ rộp, chân có nhiều vết xây sát nhẹ. Moon run cầm cập, hai anh em sợ đến xanh mặt, nổi hết da gà, tức tốc chạy về với bố mẹ. Gặp bố mẹ, Ben và Moon òa khóc và kể lại câu chuyện thám hiểm của mình. Mặc dù đã cứu được em ra khỏi giếng, Ben vẫn không hết hoảng sợ. Được mẹ sơ cứu vết thương và uống một cốc nước cam mát, hai anh em dần bình tĩnh lại. Mẹ dặn dò: lần này các con có trải nghiệm đáng nhớ khi đi đường rừng rồi đấy. Nhưng mà chú ý lần sau không được đến mấy chỗ nguy hiểm như vậy một mình, nhất là chỗ vắng người, ao, hồ, sông, suối. Bố động viên Ben. May có anh Ben thật bình tĩnh, nghĩ ra cách cứu em, còn cừ lắm. Ben và Moon thở phào, quên đi những vết ngứa và xây sát trên người. Mùi thịt nướng thơm lừng bốc lên khiến hai anh em thấy đói meo bụng. Mình ăn thôi! Bé hãy chọn phương án đúng nhé! Ben và Moon đã thấy gì trong chuyến khám phá của mình, con nhện? Một cái giếng, một cái hồ nước. Đâu là cách Moon đã thoát ra khỏi chiếc giếng cạn? Moon tự lấy đà và nhảy với lên miệng giếng. Moon đứng lên chồng gạch cao và được Ben kéo lên. Moon được Ben dùng dây thừng kéo lên. Đâu là những khu vực có thể nguy hiểm cho bé? Hồ nước. Giếng nước. Rừng cây. Bụi rậm. Bé hãy chọn phương án đúng nhé. Bé rút ra bài học gì sau câu chuyện này? Không đến gần các khu vực nguy hiểm như hồ nước, bụi rậm, giếng, ao hồ. Khi gặp nguy hiểm thì khóc toáng lên. Đi khám phá hết mọi nơi. Không đến gần các khu vực nguy hiểm như hồ nước, bụi rậm, giếng, ao hồ. Không đến gần các khu vực nguy hiểm như hồ nước, bụi rậm, giếng, ao hồ. Tại sao không nên đến gần ao hồ? Vì có thể bị rơi xuống hồ. Vì dưới ao hồ có nhiều cá. Vì ao hồ có quái vật. Vì có thể bị rơi xuống hồ. Vì có thể bị rơi xuống hồ. Tại sao không nên đến gần bụi rậm? Vì có thể bị côn trùng đốt. Vì có thể bị cây cứa vào tay chân. Cả hai đáp án trên đều đúng. Cả hai đáp án trên đều đúng.
Con đi về cùng ai? Ben và Moon đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thì bỗng tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang khắp phòng. Reng, reng. Ben và Moon nhanh nhẹn thức dậy rồi cùng nhau xếp gọn chăn gối của mình. Ai sẽ là người đi đánh răng trước đây? Ben nhăn mặt hỏi, cậu vốn sợ lạnh. Em trước, Moon nhanh nhẹn đáp. Đúng vậy, Moon chẳng ngại đánh răng đâu. Vốn cô bé rất háo hức được dùng thử kem đánh răng vị dâu mẹ mới mua. Hãy đánh răng cho Moon nào. Bước 1. Bóp kem đánh răng vào bàn chải. Bước 2. Chải răng từ trên xuống dưới trong vòng 2 phút. Bước 3. Súc miệng thật sạch. Bước 4. Lấy khăn để lau mặt cho sạch nhé. Mẹ bước vào, nhắc nhở hai anh em. Hôm nay trời lạnh đấy, các con lựa quần áo phù hợp để mặc đi học nhé. Hãy chọn quần áo cho Ben để phù hợp với trời lạnh nhé. Sau khi mặc xong quần áo, mẹ hỏi Ben và Moon. Các con có nhớ mình có thể đi